Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Rồi, xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: lời khai lạnh người của nghi phạm Cường giết nữ DJ ở Hà Nội. Sau khi ngủ dậy, Trang và Cường đã lời qua tiếng lại với nhau. Cường đã dùng hung khí tước đi mạng sống của Trang ngay tại căn phòng trọ nơi hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 20 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Đào Duy Cường, sinh năm 1994, trú tại ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, về hành vi giết người. Cường là đối tượng gây ra vụ trọng án cướp đi mạng sống của cô gái 19 tuổi là nữ DJ. Sau khi bố mẹ ly thân, Vũ Thị Quỳnh Trang sinh năm 2000, tại Lý Nhân, Hà Nam, theo mẹ về quê Hà Nội để thuê trọ và sinh sống. Qua các mối quan hệ xã hội, khoảng đầu năm 2019, Trang quen biết với Cường khi đối tượng này từ Lào Cai về Hà Nội tìm việc làm. Sau đó, Trang và Cường thuê nhà trọ ở số nhà 25, ngách 3, ngõ 279 đường Hoàng Mai, sinh sống với nhau như vợ chồng. Mối quan hệ tình cảm giữa Trang và Cường, mẹ của Trang là chị Trần Thị Loan, sinh năm 1982, là người biết rõ nhất. Bởi theo lời khai của chị Loan tại đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàng Mai, thì chị cũng thuê cùng dãy trọ với con gái của mình. Chị Loan ở phòng trọ số 1, còn Trang và Cường ở phòng trọ số 3. Quá trình sinh sống, chị Loan đã nhiều lần chứng kiến Trang và Cường cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Trong quá trình chung sống với nhau, giữa Trang và Cường nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ lối sống buông thả của Cường. Trong khi Trang thì chí thú làm ăn, Cường lại chỉ muốn ăn chơi tiêu xài trên đồng tiền của bạn gái mình mà thôi. Đây là nguyên nhân khiến mâu thuẫn của họ lên đến đỉnh điểm. Khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 6, Trang và Cường ngủ dậy thì có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó Trang đã có những lời nói thách thức Cường. Đối tượng Cường lúc đó đã sử dụng chất ma túy, qua xét nghiệm Cường dương tính với ma túy. Cường đã dùng hung khí tước đi mạng sống của Trang. Sau khi gây án, Cường đã lấy chiếc xe SH của Trang đem ra cổng bệnh viện Thanh Nhàn gửi. Sau đó, đối tượng bắt xe khách đến Lạng Sơn gặp chị gái và anh Lễ. Khi nghe Cường kể lại sự việc, hai người này đã động viên Cường đến đầu thú tại cơ quan công an. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đối tượng đã đến công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đầu thú. Sau khi nhận thông báo của công an huyện Cao Lộc, đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với công an huyện Cao Lộc tiếp nhận đối tượng Cường. Cùng thời điểm này, công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi điều tra ban đầu và Cường đã ra đầu thú, thì Đào Duy Cường đã được đem đi xét nghiệm và kết quả là dương tính với ma túy. Hiện cơ quan quận Hoàng Mai tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây, cho chúng ta thấy là cần phải có mức án mà rất nặng để dành cho đối tượng này. Đã nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, ăn chơi lêu lỏng, chỉ xài tiền của bạn gái mình. Vậy mà còn không biết nhục, mà khi bạn gái thách thức thì lại còn đi sát hại người ta. Đó, hành vi này không thể còn phù hợp với xã hội nữa. Và đặc biệt là khi mà sát hại Trang xong thì phía gia đình của Cường thì cũng không có ai gọi điện hỏi thăm bên gia đình Trang một tiếng nào hết. Cho thấy là có thể không phải nói Cường, có thể là phía gia đình bên kia thì cũng không có ý thức. Mình có thể nhấn mạnh lại vấn đề này là không có ý thức cho nên mới như vậy. Nếu họ biết như vậy thì phải gọi điện một tiếng hay là lên tận nhà để thăm hỏi, mà đằng này vẫn im hơi. Còn tên Cường này thì hết sức ngoan cố và xảo quyệt, không làm mà muốn hưởng, chỉ xài tiền người ta mà khi mà vấn đề tiền bạc nảy sinh cao trào thì lại giết người. Đó, cần phải có mức án nặng nhất, theo tôi là nên tử hình để răn đe được tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về tên Cường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.